mặc áo hai dây ngắn cũng đi cấy, gái xinh bất ngờ bị dân mạng chê làm màu. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô nàng đi cấy ngoài ruộng với CP rất đặc biệt. Cụ thể, một cô gái trẻ đăng clip ghi lại cảnh cô nàng đang đi cấy ngoài ruộng. Theo dõi loạt hành động lưu loát liên mạch từ lựa mạ tách mạ sau đó cấy xuống ruộng của cô, có thể thấy cô nàng khá quen thuộc với công việc này. Một cô nàng siêng năng, biết phụ giúp gia đình, thường có được cảm tình của người đối diện. Tuy nhiên, cô lại bất ngờ gặp phải phản ứng trái chiều, nguyên nhân chính xuất phát từ trang phục cô nàng mặc để đi làm đồng. Thay vì mặc quần áo dài tay hay đi ủng, những món phụ kiện quen thuộc với nhà nông, cô lại mặc một chiếc áo hai dây khá ngắn và đi chân trần. Bên cạnh đó, gương mặt lại trông có vẻ như đã trang điểm đánh son. Xem xong đoạn clip này, nhiều dân mạng đã tràn vào phần bình luận ném đá cô gái trẻ vì ăn mặc thiếu phù hợp. Thậm chí có người còn bóp mẻ rằng cô gái chỉ đang đi sống ảo chứ thật ra chẳng làm lụng gì, quay xong là tót vội về nhà. Làm màu, phong bạc tí thôi, chứ đi cấy ăn mặc như đi quẩy ba thế kia, tin sao được đi cấy vậy trời, một dân mạng bình luận. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến bênh vực cô gái vì chẳng có quy định nào không cho đi cấy ăn mặc hở hang cả. Cô bạn biết giúp đỡ bố mẹ là điều rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, sau những phản hồi ném đá đòi chứng minh của dân mạng, cô gái trẻ đã để lại bằng chứng thép là đôi bàn tay vàng vì bị dính bụng đất. Mình làm màu cũng được nè, mẹ mình bị Covid không cấy được nên mình phụ mẹ thôi, ai biết cấy, nhìn cái quần bẩn của mình với cách tra mạ là biết à, giải thích nhiều làm gì nè, cô nàng cho biết. Còn bạn thấy thế nào về cô gái cấy lúa này? Comment bên dưới nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.